Long Hải, vùng đất hướng đông nam, vươn mình đón biển, đất thiên chờ rồng. Vùng đất đang vươn mình đón những tia nắng đầu tiên tại Vũng Tàu. Vùng đất của linh khí với vị thế đón rồng biển tọa non cao. Miền nhiệt đới sôi động, điểm đến mới tại cực nam của Tổ quốc, nơi đón đầu những ngọn sóng dâng trào mạnh mẽ của giới đầu tư. Bãi biển Long Hải chỉ cách thành phố Vũng Tàu 12 km về phía đông bắc, cách thị xã Bà Rịa 7 km về phía đông nam, nằm ngay nơi kết nối quan trọng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu như quốc lộ 51 mở rộng, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường cao tốc xuyên Á, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Năm 2018, các kết nối đến Long Hải hoàn tất, đưa lượng du khách đến Vũng Tàu và Long Hải vượt mức 2 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 10.000 tỷ đồng. Trong tương lai không xa, Vũng Tàu sẽ chào đón hai dự án sân bay quốc tế, sân bay Hồ Tràm và sân bay Gò Găng để thu hút khách quốc tế, sẵn sàng cho một cuộc cất cánh thần kỳ, mở ra một kỷ nguyên mới cho Long Hải, điểm đến hấp dẫn ngay gần sát thành phố Hồ Chí Minh. Tòa lạc giữa trung tâm Long Hải với tổng diện tích 12,64 hectare, Wyndham Tropicana Long Hải được phát triển lý tưởng để du khách lựa chọn vào những dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Với không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, các tiện ích và dịch vụ 5 sao được phát triển với tâm huyết từ chủ đầu tư. Tiện ích nghỉ dưỡng, nhà hàng, bể bơi ngoài trời, spa, phòng tập, tiện ích giải trí, beach club, sky bar, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, công viên trong nhà, công viên chủ đề ngoài trời. Tiện ích kết nối, trung tâm hội nghị với hệ thống phòng họp, hội thảo, tiệc cưới và các dịch vụ giải trí team building. Đặc biệt, Wyndham Tropicana Long Hải có 350m bờ biển tự nhiên và địa thế tựa sơn hướng thủy vô cùng quý giá, cùng dòng suối tự nhiên chảy qua dự án, tạo nên một điểm nhấn độc đáo mà không mấy dự án bất động sản nghỉ dưỡng có được. Dự án được xây dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, khu vực bên biển 2,69 hectare gồm tòa căn hộ khách sạn 18 tầng với 356 phòng và 28 căn biệt thự mặt biển. Giai đoạn thứ hai, khu vực bên núi 9,95 hectare gồm tòa căn hộ khách sạn 25 tầng với 550 phòng và 96 căn biệt thự núi. Tại Wyndham Tropicana Long Hải, diện tích các căn hộ khách sạn và biệt thự linh hoạt với tầm nhìn rộng mở, nội thất sang trọng và tiện ích đẳng cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu cho thuê đa dạng của khách hàng mà còn mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ. Wyndham Tropicana Long Hải được vận hành bởi tập đoàn Wyndham Hoa Kỳ, tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với gần 9.000 khách sạn, hơn 7 triệu phòng với 50 triệu khách hàng tại trên 80 quốc gia, thúc đẩy nguồn khách quốc tế đa dạng, mang lại lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư. Đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới WATG Hoa Kỳ với lịch sử hơn 70 năm trong ngành, cùng dự án tại 160 quốc gia và đạt nhiều giải thưởng danh giá. Trong giai đoạn đầu, Wyndham Tropicana Long Hải chỉ mở bán duy nhất 28 căn biệt thự biển và 356 căn hộ khách sạn với chính sách đầu tư vượt trội. Chia sẻ doanh thu thuần 30-70 trong 5 năm đầu tiên và chia sẻ lợi nhuận sau thuế 80-20 cho 5 năm tiếp theo. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị căn hộ, biệt thự. Tặng 15 đơn nghỉ miễn phí mỗi năm. Wyndham Tropicana Long Hải tích hợp những giá trị lý tưởng cho đầu tư và nghỉ dưỡng. Wyndham Tropicana Long Hải, dự án chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại Long Hải. Đánh thức thời cơ, cùng đất trồng biển chuyển mình thức giấc và trỗi dậy mạnh mẽ. Đưa biển hóa ngọc, đất chuyển vàng.
Queenham Tropicana Long Hải, nơi Long Hải thức giấc.